Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Con ước con được giàu u nu. Giàu không ai địch nổi. Nhưng mà lần này không được, phải ước lần nữa. Con ước sau này con 100 tuổi, con vẫn đẹp như gái 18. Vẫn chưa đủ, phải ước nữa, ước nữa. Con ước con có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. À, Yumina, đứa nào ốm sọt bà đó. Đếm đến ba, mọi người xông vào làm cái bất ngờ nhé. Ok, okay. 1, 2, 3. Wow, happy birthday to you. Sao hôm nay em Cám đi đâu sớm thế nhỉ? Mọi hôm toàn ngủ tới tối mới dậy mà. Đúng rồi. À, hay là em Cám đang đi party sinh nhật với bạn nhỉ? Không phải đâu, mẹ biết tin Cám mà. Có cái ăn cái, nó rủ mẹ ngay. Mọi người ngồi đây, đợi Cám về rồi tổ chức sinh nhật nha. Nhất trí. Đời ơi là đời, ngày sinh nhật mà bác quét nhà. Cám, quét sạch vào. Nhanh. Em biết rồi. Chị ơi, chân chị to như con voi nhỉ? Bớt hẳn lên. Chân chị đen nhỉ? Chân chị đen nhỉ? Cám, thấy người con muốn cuộc sống êm đềm không? Có à, chị nói dở rồi đấy. Ai chả muốn. Chủ nhân ơi, bọn em mang nội về rồi này. Cả củi nữa. À, chị ơi, chị ơi. Chị tổ chức sinh nhật cho em à. Nhìn ác trọng như chị thật tuyệt vời. Bỏ tao ra. Phải là chi kỹ là đây. Bạn định tổ chức nấu cỗ cho mình đúng không? Cách xa quá. Trước giờ mình hay nặng tay với bạn. Ai ngờ bạn vẫn tốt với mình. Bạn thật là tuyệt vời. Con lợn này. Mày ra đây. Mày ra đây để tao đánh. Mày nè. Búp bê này. Mày ăn độc là một cái tội. Cái tội thứ hai là mày dám trừng mắt với tao. Mày nè. Riêng mày á. Mày phải bị xử trảm. Tru di cửa tộc. Tao là mộng thị Cám. Nhớ rõ chưa? Ta ăn Cám mà. Úi giời ơi. Cơm không ăn. Mày ăn Cám gà, Cám lợn, Cám bò làm gì? Ngu thế chứ nè. Là ăn thịt mày đó Cám à. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của em. Sao chị nở lòng nào làm thịt của em? Dưỡng ơi. Cám về chưa? Nó vẫn chưa về à? Chị thả em ra. Hay đi là để mà. Mẹ gọi Cám. Dân. Thì bà gọi liền cho nó thử coi. Lính đỏ, chuẩn bị nước con đi nó. Cho nó vào nồi. Em cứ bé tí à. Làm sao nấu em được con hả? Con này làm gì mà chẳng chịu nghe điện thoại nhở? Cứ tút tút nhở. Chắc em ấy bận gì đó thôi. Điện thoại hơi cùi. Làm gì mà lâu dữ vậy ta? Sao con Cám làm gì mà không nghe nhở? Điện thoại để ở mua. Hay là chúng ta đi tìm nó đi. Chờ đợi nó lâu quá. Đi đi. Nè, hôm trước em có gắn định vị trên người của Cám. Ủa thế à? Ừ. Ui giời ơi. Cái chừng hay đi lung tung, không chịu về nhà. Vậy mẹ phải gắn định vị cho con mới được. Hả? Vậy đi. Đúng thôi, không chúng ta đi thôi. Đi đi, đi theo định vị. Ôi trời ơi, tìm con này vất vả nhỉ. Cám ơi là Cám. Nè, định vị là đi hướng thẳng, sắp tới rồi. Bà có chắc không đấy? Chắc chắn. Đây này, nhìn kỹ mà xem. Đây, thấy chưa? Đúng rồi, đi đường thẳng là tới rồi. Nhanh nhanh lên, tao thèm thổi nến lắm rồi. Sắp tới rồi, đây đây, tới rồi. Này, sao lại ra nhà hoang? Hay em Cám bị búp bê bắt rồi. Mau lên xem nào. Lên đỏ. Mày bên kia đi, tao canh bên này, đơn giản. Ui dồi. Này, lính đỏ kìa, bây giờ làm thế nào? À, con có cách rồi. Súng bắn lưới, công nghệ cao. Bắn đi. Gì vậy? Con tay ơi, cái gì thế này? Bạn ơi. Báo động đi, có tích khác. Chiêu nặng, tích chiêu không, chết chiêu nặng. Mày nặng, mày, đưa đi. Mày.
rồi, đi thôi. Chú nhanh. Còn một tên, nè, ta giao nhiệm vụ này cho nàng, mau đi đi, cẩn thận đó. Trời đẹp. Hello anh đẹp trai, em có thể làm quen với anh được không? Ôi trời ơi, mấy người đẹp thế này là tôi thích lắm, cho hôn một cái. Người dám? Mày. Tóm ơi, đúng là vợ anh luôn. Lên, lên. Giỏi thế, giỏi thế. Chứ sao? Chúng ta bắt cứu con cám đi. Đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi nhẹ nhàng thôi nha. Nhanh cái chân lên. Đi nhẹ nhàng thôi đó. Lính đỏ kìa. Nè, vừa nãy chúng mày rồi, bây giờ để mẹ. Nè bà, cẩn thận đó. Cẩn thận đó nha. Hai bàn tay của em đem múa cho anh xem. Hai bàn bà? Tay của sao em bà dám vào đây? Trời ơi. Để tao lên. Dám đánh vợ tao hả? Cẩn thận nha. Em có sợ không? Dùng một quà đây anh. Thằng nhãi này. Bước lên. Đồ nhãi nhép ngươi. Em có sao không? Đau. Thôi đi tìm con cám đi. Đừng nhả nhép người. Mẹ có sao không? Đâu. Không sao. Thằng kia tao xử lý xong rồi. Mau tìm con cám đi. Nhẹ nhàng thôi. Đi. Nhà gì cao tầng thế? Qua mấy cái cầu thang. Mình chứ. Về nhà mình làm gì? Ta sẽ tặng quà cho. Nhìn sang đây này. Hả? Nhìn gì? Nhìn cho kỹ đi. Hả? Là sao hả con? Sao? Mẹ ơi, con xin lỗi vì cái mạng sống yêu quý này của mẹ, nên con đã lấy hết sổ đỏ của nhà mình đem cho búp bê rồi. Hả? Bà rồi hẳn bằng bánh này uống một liều hết luôn. Tôi công nhận điều ông nói quá chuẩn luôn. Cô ấy chữa bệnh gì cũng khỏi, ông thế chứ gì. Thế mới là thần y.
Sao càng ngày nó càng mọc nhiều vậy chứ? Thần y Mộng Thị Cám giỏi thật đây, chữa đến đâu khỏi đến đây. Thần y Mộng Thị Cám chữa bách bệnh sao? Em mau xem lại cái mặt của em đi. Con gái còn đứa, để cái mặt nhiều muộn thế kia, không thấy ngại à? Em đến con góc ngoài kia, nhìn còn đẹp hơn em ấy. Mau chỉnh chu lại nhan sắc đi, không thì chúng mình chia tay đi. Anh đi, em đi làm cút rồi nha. Mau đứng lại. Búp bê, có phải những điều người nói vừa nãy đều là sự thật không? Đúng rồi đấy, riêng thần y Mộng Thị Cám à, chữa bệnh đến đâu khỏi đến đây, kể cả bệnh nan y. Nhưng mà cái mặt chị nhiều buồn thế này, đến gặp thần y Mộng Thị Cám mặt bị như em bé. Ui dồi, này đã nói xong đâu mà đi. Ôi, bà này hai chú PR nhiệt tình đấy, đây là tiền công của các chú. Ây à, được đây. Xài. Này đi nhậu đi bạn đi ơi. Đi nhậu. Cảm ơn nha. Em đâu được nha. Tấm, Búp bê, ngươi đến đây làm gì? Mau đi đi. Tấm, tránh ra, ta không đôi co với ngươi. Hả? Yêu anh xấu thế. Ta đến chữa bệnh, vừa lòng ngươi chưa? Chữa bệnh á? Thôi em Mộng Thị Cám. Mời vào. Có khách à? Hình như vậy. Ta đến để chữa bệnh. Mời ngồi. Bây giờ là muốn chữa bệnh gì? Cấp tính mạng tính hay năng y? Mặt ta đây à? Để mà nói là cực kỳ như bệnh đấy. Mất khá khá đây. Điển hình này, mắt quá lồi, biểu hiện của gan thận có vấn đề. Tiếp theo là da mặt nhiễm khuẩn nên mụn mọc lanh tanh bạch thế kia. Chưa hết đâu nha, còn cái mồm này nữa hả? Ai đời con gái mà để cái mồm rộng thế kia không? Các cụ có câu, con trai miệng rộng thì sang, con gái miệng rộng tan hoang cửa nhà. Đấy là tao đang khám bệnh cho mày. May mà mày còn đến sớm á, không là số mày sắp tận đến nơi rồi để nghe cơ hạ. Tuy con người của mày á có tâm lương thiện, nhưng mà gương mặt ác quỷ, đôi tay này là đôi tay của ngươi. Cần bao nhiêu tiền nói luôn. Ôi. Ở đây lại có một con gà. Gà gương. Đây là thuốc gia truyền nhà ta. Đâu đâu đâu. Đi đâu? Đi đây. Wow, tiền. Đây. Phải uống đúng giờ ngọ, với 20 lít nước đến giờ. Về đi, để tao còn làm việc. Nhớ lời ta dặn đây. Ta biết rồi. Này, hai mẹ con trở thành thần y bao giờ đấy? Con nhà bà cứ ở đây mà bảo thủ đi nha, tai họa sắp ập đến nơi rồi đấy. Tai họa thì kệ mẹ con.
nên giờ mặt ta mới như tổ ong đây này. Đám cưới. Còn nói khoan đã, ai bảo ngươi tin vào lời của thần y làm gì chứ? Với lại do ngươi chữa sai cách mà thôi. Vậy còn cách gì nữa? Cách gì á? Đơn giản mà, ngươi chỉ cần ăn ngủ nghỉ, tập thể dục đúng giờ, đau bụng sẽ tự hết thôi. Đúng rồi. Có bụi thế mà các ngươi dám cho ta uống thuốc đểu? Vậy mặt ta tính sao? Số tiền này ta đền bù cho mẹ con Cám gây ra cho ngươi. Chỉ cần làm theo cách của ta là sẽ xinh đẹp trở lại. Được thôi, may cho các người đấy. Lần sau mà còn lừa ta, đừng có trách. Bye bye. Tạm, không hẹn gặp lại. Chói đau hết cả người. Hai người, bỏ ngay cái tính lừa lọc, làm việc thân nước này đi. Không ai ăn không có ai cái gì đâu. Biết rồi. Về Cám, về con. Trời ạ, đúng là giang sơn dễ đổi, bạn thân khó dời mà. Này, nàng phần to, ta phần bé. Bánh mì nhà này làm lúc nào cũng ngon nhờ. Wow, chiếc váy ấy đẹp quá. Biết bao giờ mình mới được mặc nó nhỉ? Tấm, chúng ta về đi. Nhất định ta sẽ mua nó cho nàng. Tấm. Mà Tấm ơi, nàng đợi ta một xíu. Ta lên huyện có chút chuyện nha. Chàng nhớ về sớm nha. Mình nghỉ ngơi chút đã. Rõ ràng người ta chỉ mình vào đây là có việc làm, mà chả thấy đâu, toàn cây với cối. Bỏ ra. Mau lấy nó cho ta. Đưa đi. Mau, mau dừng tay lại. Trả tao đen cái thằng quỷ kia. Các người thật quá đáng. Ý đồng hiếp yếu à? Cái thằng nhãi nhép kia, chuyện của ngươi à? Tính đỏ. Dạ. Cô cẩn thận. Người đâu đẹp trai thế. Anh đẹp trai. Bỏ ra. Đi. Mà thí mày. Anh ơi. Anh ơi. Anh có làm sao không? Anh ơi. Anh vẫn ổn chứ? Đâu. Cô nhẹ 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 tay. Anh đỡ hơn chưa? Ta đau quá. Mà đây là đâu? Còn cô là ai? Anh sao vậy? Chẳng lẽ mất trí nhớ rồi? Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Bao giờ anh hồi phục trí nhớ thì về cũng được. Hả? Tôi mua bình bản đấy mà. Ôi, đẳng cấp. Được, em mời hai anh uống nước ạ. Chúc hai anh ngon miệng. Được nha. Thằng này mau mồm mau miệng nha. Ê, quay lại. Dạ. Đây, anh bo cho mấy đồng. Nhìn chú em anh rất có cảm tình. Thích đây. Thôi lại, em không nhận đâu ạ. Trời ơi, mày đi làm được bao tiền? Đừng có khách sáo. Cầm lấy. Đi vào đi. Em cảm ơn ạ. Cái thằng này dạo này giàu thế nha. Tôi mà bạn. Uống nước đi. Hôm nay buôn bạc. Cô chủ ơi, vừa nãy có người cho tôi nhiều tiền này nè. Đây, cô cầm đi. Thôi, tôi xin phép cô đi làm đây ạ. Anh
sao mấy ngày rồi anh chưa về? Về với thiếp đi anh Hoàng. Nhất định ta sẽ mua nó cho nàng. Đúng rồi, hay là vì chiếc váy cưới, vì chiếc váy cưới đó mà anh Hoàng. Đúng rồi, mình phải đi tìm anh Hoàng thôi. Hoàng, con có nguyện bên cạm, dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù giàu sang hay nghèo khó, đến suốt cuộc đời này không? Con đồng ý ạ. Còn cảm, con có nguyện bên Hoàng, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay mạnh khỏe không? Con đồng ý. Mình chắc chắn sẽ tìm được anh Hoàng thôi mà. Anh ở đâu cơ chứ? Vậy ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Mau chóng đám cưới đi nào. Thế là mày có chồng rồi. Chúc mừng con gái yêu. Anh Hoàng. Anh Hoàng.